Dạ vâng, em lại xin được mời chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio. Tiếp tục video buổi chiều ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một quả súp hơi các bác nhá. Một quả duy nhất thôi ạ, một quả súp hơi mang thương hiệu HZ các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy là nhà em thì rất là nhiều loa HZ này. Này. Vừa rồi thì về rất là nhiều loa HZ. Một trong những cái thương hiệu rất là lớn rồi đúng không các bác? Anh em nào chơi âm thanh mà chưa từng nghe đến thương hiệu HZ này đâu. Thương hiệu HZ Audio, một thương hiệu rất là lớn rồi. Con này thì nó sử dụng quả bắt RCF đít lùi. Đấy, một quả RCF đít lùi có lỗ thông hơi ở trên từ trên bích từ. Đít lùi này, những cái dòng này nó gọi là siêu gấu, siêu chất rồi các bác. Đấy. Các bác mà đi tìm những quả súp mà RCF đít lùi này thì cũng rất là ít khi gặp được. Đấy, mã màng đóng số các thứ đầy đủ các bác nhá. Đấy, trên te, trên gông xương của nó vẫn còn nguyên tem của công ty HZ người ta dán vào đây. Đấy, model của quả bát này là LS1810, trở kháng là 8 ohm, số mã CI đây các bác nhé, rất còn rất là đẹp luôn, xương từ các thứ là còn rất đẹp, rất mới luôn các bạn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trực tiếp đây, một quả bát rất đẹp luôn. Đấy. Hôm nay thì em chỉ về được có một quả thôi. Đấy, đây, cái gioăng chống phì hơi, chống rung, chống phì hơi đầy đủ, thùng gỗ, form rất là đẹp các bác nhé. Form này thì form chuẩn của súp 50, nói chung là những dòng 50 thì đa phần nó là form này. Đấy, dòng 50 đa phần nó là form này các bác nhé. Chiều ngang của quả súp này nó chỉ là 55 phân các bác nhá. Chiều ngang của quả súp này là kịch là 55 phân. Chiều sâu của quả súp này là 70 phân anh em nhá. Đấy, 69 phân cả chân đế là 70 phân. Đấy, và chiều đấy là chiều cao các bác nhá. Chiều sâu của quả súp này nó là 60 phân anh em nhá. Đấy là súp chung rồi. Kích thước này nó là kích thước chung của súp 50 rồi. Đấy, đa phần nói chung là 80% súp trên 50 trên mặt trên thị trường là nó dùng kích thước này. Đấy, rất là đẹp luôn. Thùng vách còn rất là đẹp và bát thì cũng gần như là mới. Đấy. Bát thì còn rất là đẹp luôn. Zin nét đẹp nhá, màng có đóng số đầy đủ các bác nhá. Đấy, côn của nó đây, keo nhận của nó đây. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn đúng không các bác? Con này nó là màng gân là gân 3 thép và gân của nó tẩm dầu còn gần như mới luôn anh em ạ. Và màng của nó là màng sóng này các bác nhá, màng sóng. Con này rất khỏe, đánh siêu khỏe luôn các bác. Đây em về quả bát trong đây quay cho các bác luôn. Nhìn nó rất là cao to, rất là cao to. Các bác nhìn những cái đường này nó gần như nó mới này các bác này. Nó gần như mới luôn các bạn. Cái keo dưỡng của nó gần như mới luôn. Đây em không về em không dưỡng lại đâu anh em nhé. Về không dưỡng lại đâu. Và về các bác cũng không cần phải dưỡng lại đâu. Keo nó còn rất là ẩm và rất là mới. Gân này thì còn quá là đẹp luôn rồi. Màng quá đẹp luôn rồi. Và tất cả bát trước các thứ còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Rồi. Keo chỉ zin. Em bao zin 100% cho anh em nhé. Em bao zin 100% cho anh em. Đấy, các bác có thể check thoải mái luôn, gọi thợ đến nhà check thoải mái luôn. Đây bích từ rất sáng, bích từ rất sáng từ đây. Cái này nó chỉ là bám bẩn vào đây, bám bụi vào đây thôi. Đấy, các bác nhìn nó còn rất là sạch đẹp, đúng không ạ? Bắt vào CF để trông nó đã gấu rồi. Anh em mà chơi những dòng CF để không phải suy nghĩ về độ gấu. Ok chưa các bác? Đây là quả bát. Đấy, thùng bên trong thì bông, kín thùng các bác nhá. Dây xoắn rất to. Dây xoắn rất to. Chạm loa, lát nữa em sẽ quay. Có cọc chống loa các bác nhá và hai cái lỗ để bê loa. Form thùng của quả súp này thì lát nữa em sẽ lắp luôn các bác. Rồi, thùng vào sơn sần rất đẹp. Sơn sần rất đẹp các bác nhá. Chạm loa của nó thì nó là chạm chìm. Chạm này các bác không loa nước vào ở trong này. Nó là chạm chìm và cắm ngược lên. Cái này các bác mà chơi ngoài trời ấy thì nó không bao giờ lo bị nước ngấm qua đây vào trong thùng. Đấy, cái chạm của nó nhìn rông rất là đẹp các bạn. Đấy, chạm thôi. Công suất model của quả súp này nó là AS7118B, trở kháng 8 ohm. Đấy. Ok các bác nhá. Công suất của nó là từ 600W và max của nó là 2400W. Ok chưa các bác? Đây, Red Power đây, công suất định mức là 600W và cái mức chịu đựng tối đa của nó là lên 2400W. Các bác thấy siêu khủng không? Thì với những con đẩy như này, với những quả súp như này thì ưu tiên các bác đánh những con đẩy khỏe. Từ 900W đủ trở lên anh em nhé. Từ 900W đủ trở lên, đánh bao anh em đánh bao phê luôn. Thùng gỗ còn quá đẹp luôn ạ. Đấy. Các bác nhìn nó đẹp từ cái thùng cho đến quả bát này, không một gợn nào luôn. Các bác này. Không một gợn, đẹp dã man luôn. Các bác nhìn cái keo rốn của nó này. Đẹp dã man luôn. Tất cả nó còn quá là đẹp luôn ạ. Đây thùng của nó đây. Lát nữa cả cái tem của nó đây em sẽ lắp lại cho anh em xem luôn. Quả bát này thì nó là từ 220 côn 100. Nếu đo đủ từ 220 côn 100 nhá, đủ chuẩn đét luôn. Con này thì thực ra là nó đít lùi cho nên là
nhiều anh em đo kiểu vòng vòng thì nó không chuẩn đâu. Con này nó còn từ 220 còn có dư các bạn. Đấy. Đây, đem mã đầy đủ các bác nhá. Rất đẹp. Nói chung là quá phê. Lát nữa sẽ lắp trực tiếp và đánh trực tiếp cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. À, các bác sẽ chờ em trong giây lát nhé. Và em xin phép báo giá luôn. Quả sút này em để cho các bác giá là 5.800.000. Bao ship toàn quốc cho anh em nhé. 5.800.000 các bác được một quả sút chơi quá là chất rồi. Anh em kể cả lắp phòng hát luôn nhé. Bao anh em lắp phòng hát, hoặc là các bác lắp gia đình cứ tầm phòng cứ tầm từ 20 đến 60 m², bao tràn trề luôn anh em nhé. Phòng quả là giờ CF này thì nó quá đẳng cấp rồi các bác, không phải suy nghĩ gì cả. À, mà thương hiệu HZ này thì các bác cũng biết rồi. Đấy, quá là ok rồi. 5.800.000 một quả, bao ship toàn quốc cho anh em, tặng 3 mét dây loa và một cặp giắc logic để anh em kết nối. Bác nào chơi thì liên hệ em nhé. Và không để các bác chờ lâu, em sau đây em sẽ lắp quả sút này lại và test cho các bác nghe thử độ phê của quả sút này. Các bác chờ trong giây lát các bác nhá. À, anh em đang xem thì tạm dừng video, các bác cho em xin một lúc này các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để cập nhật các video khác của bên em nhá. Đợt này súp của em lại tiếp tục có hàng, có được không có nhiều đâu, có ít thôi. Những quả này nó lẻ lẻ này thì bán nó rẻ thôi. Năm nghe thử một đoạn nhạc trên quả súp HZ này. Thì anh em nào mà đang đeo tai nghe, các bác dùng những đôi tai nghe xịn, các bác thẩm âm giúp em ạ. Con này đánh tiếng quá là phê luôn đúng không các bác? Không có điểm gì để chê luôn. Tiếng bát ra lực, gọn, tròn và nghe rất là êm tai. Các bác mà đánh trong phòng khoảng 40-50 m², đánh bao tràn trề luôn anh em nhé. Đây là những cái volume đẩy em chỉ đang để mức 12 giờ thôi, chưa có cái gì cho gọi là quá cả. Đấy, em sẽ tắt đi. Đấy, cho nó đỡ tiếng, bởi vì cái con này quạt gió nó kêu. À, các bác nghe ở đây thì em trong phòng của em nó có sử dụng máy tôn, cho nên là khi các bác mà nghe to, các bác chủ yếu nghe tiếng súp thôi. Thế còn những cái tiếng phành phành bên ngoài nó là cái máy tôn nhà em nó rung. Đấy các bác nhá. Đấy. Và quả súp này em xin báo giá lại cho bác là 5.800.000, bao ship tặng 3 mét dây loa và một cặp giắc logic. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730, hoặc 0345 20 0586, địa chỉ của em tại cổng ủy ban xã Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang các bác nhá. À, anh em nào mà mua hàng các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp vào để giao dịch các bác nhá. Bởi vì những cái hàng này là hàng nặng, không phải là ship code hoàn toàn 100% được. Bọn em ship code những cái quả súp, những đôi loa đều có cọc các bác nhá. Đấy. Các bác mà mua hàng thì vui lòng cho em cọc cho em 600-700 nghìn là hàng sẽ lên đường. Các bác về được gọi thợ đến nhà kiểm tra bát zin, các bác nhận hàng không zin em hoàn lại 100% tiền cọc các bác nhá. Em hoàn lại tiền 100% tiền cọc và em chịu hoàn toàn phí vận chuyển. Nếu bát không zin các bác nhá, anh em có thể gọi thợ đến để check test thoải mái. Ok chưa? Hàng sản phẩm bán ra là cam kết zin. Ok chưa các bác? Cam kết zin và xịn. À, con này thì nó sử dụng lắp căng rất là dễ tháo luôn. Các bác dùng một cái hoa thị tháo 3 con này và 3 con bên này, sau đó giật căng ra là ok thôi. Căng của nó cũng rất là đẹp luôn đúng không các bác? Đây, logo HZ đây. Logo này thì nó có bám những cái keo ở đây sau này, vệ sinh sạch sẽ đi là nó hết thôi. À, nói chung là một quả súp không có điểm chê. Đó, thực sự các bác là từ độ tiếng hay, tiếng tròn, tiếng rất là uy lực, tất cả đều làm gọn trong quả súp này. Ok chưa các bác? Các bác nghe trong gia đình hoặc lắp phòng hát hay là lắp phòng trà đều rất là ok các bác nhé. Chỉ có một quả duy nhất thôi. Bác nào chốt thì nhanh tay. Ok, em xin chào tất cả các bác. Anh em đang xem được video của em thì tặng cho em Zoom một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.